Từ đêm 13 đến sáng ngày 14 tháng 6, tất cả các địa phương trong tỉnh đều có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, gây thiệt hại nặng nề về nhà ở và cơ sở hạ tầng. 130 nhà dân bị ảnh hưởng thiệt hại do sạt lở ngập úng, nhiều nhất là huyện Bảo Yên với 69 nhà. Riêng huyện Bảo Thắng có một nhà bị sập đổ hoàn toàn. Về sản xuất nông nghiệp, khoảng 143 hecta lúa và các loại hoa màu bị ngập úng, gần 3 hecta thủy sản bị vỡ và tràn bờ. Các huyện là Bảo Thắng, Bảo Yên, Mường Khương, Văn Bàn, Simacai đều ghi nhận thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Nhiều điểm tuyến giao thông bị sụt sạt gây ách tắc trong nhiều giờ. Thống kê sơ bộ ước thiệt hại lên đến vài chục tỷ đồng. Các địa phương đang tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó khắc phục hậu quả theo phương châm 4 tại chỗ nhằm sớm ổn định đời sống người dân vùng thiên tai. Đối với các tuyến đường giao thông, Sở Giao thông Vận tải xây dựng Lào Cai đã chỉ đạo đơn vị bảo trì đường bộ tập trung hót dọn đất đá sạt lở, khơi thông hệ thống thoát nước, làm rào chắn cảnh báo cho các phương tiện,